Thì ta tiếp tục bàn thêm về cái Bồ Tát Thừa ở trong Tam Thừa, tức là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Đức Phật nói Tam Thừa, nhưng mà Tam Thừa thì tới cuối cùng được giải thoát rồi đó, thì nó trở thành một thừa, gọi là Phật Thừa thôi. Là vì tất cả đều theo Phật, nghe Pháp, học Pháp của Đức Phật, sống trong Pháp của Đức Phật, mà con của Phật nên gọi là Phật tử. Thì con của Đức Phật thì tất cả đều thành Phật hết, chứ không thành cái khác. Cho nên cuối cùng mà chỉ còn có duy nhất là Bồ Tát Thừa. Mà Bồ Tát Thừa đó đó thì người ta gọi là Nhất Thừa, Nhất Phật Thừa, Bồ Tát Thừa. Thì ở trong cái mà Nhất Phật Thừa đó, Bồ Tát Thừa này đó, thì chúng ta có chia ra gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả và Bồ Tát từ quả hướng nhân. Từ quả hướng nhân tức là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, đắc quả la hán rồi, nhưng mà phát tâm bồ đề sanh lại trên cuộc đời này để cứu nhân độ thế đó, thì đây người ta gọi là Bồ Tát từ quả hướng nhân, tức là đắc đạo rồi nhưng mà trở lại giáo hóa. Cái thứ hai là Bồ Tát từ nhân hướng quả đó, có nghĩa là chúng ta từ một con người nhưng mà theo Phật, nghe Pháp rồi nương vào các vị Bồ Tát để hành đạo để ra khỏi sanh tử thì gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Thì ở trong cái Bồ Tát từ nhân hướng quả này đó, nó nằm ở trong Bồ Tát Tam Thừa này. Từ con người mà tu lên nó thành Tam Thừa. Trở lại thực tế thì chúng ta thấy ở trong cái Thanh Văn Thừa đó thì người ta có chia ra đó, tức là thứ nhất là thị hiện Thanh Văn, thứ hai là thoái chuyển Thanh Văn, và thứ ba đó là thu tịch Thanh Văn, thứ tư thì đa văn thanh văn hay là tăng thượng mạng thanh văn. Cái chỗ này đó chúng ta cân nhắc. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nó không nhận ra được chỗ này đó, thì chúng ta cứ thấy ông thầy tu thì chúng ta kính trọng, chúng ta thấy mặc áo tu thì chúng ta kính trọng, cho nên nó mới sanh ra cái tệ nạn là giả tu, hay là giả tu. Đây là cái điều quan trọng, cho nên chúng ta phải quan sát kỹ, chúng ta coi có thuộc về cái hạng thanh văn nào. Tức là bốn hạng thầy tu này chúng ta coi hạng, họ thuộc về hạng nào. Đức Phật dạy chúng ta phải thấy rõ như vậy đó. Thì cái hạng thị hiện thanh văn này đó, tức là Bồ Tát từ quả hướng nhân, tức là thành xong rồi, đắc quả là hán rồi, có thể thành Phật rồi sanh lại cũng có, mà có thể đắc quả là hán rồi sanh lại cũng có. Thì những người này đó là gọi là thị hiện, thị hiện làm thanh văn, họ thị hiện làm thanh văn, nhưng mà vì họ là Bồ Tát sanh lại cho nên trong lòng của họ đó, nó đã sạch nghiệp rồi, nó không có ba thứ, tức là nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Thành ra chúng ta coi kỹ rồi chúng ta thấy đó, những người tu đó mà xếp vô hàng thứ nhất này đó rất quan trọng, gọi là Bồ Tát thì hiện trở lại trên cuộc đời này. Họ không có ba thứ giống như ta, tức là nghiệp chướng, trần lao và phiền não.
Tại vì tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này đó, là Đức Phật nó là do nghiệp mà sanh lại. Cho nên cái nghiệp đời trước chúng ta tạo, bây giờ sanh ra đây để trả quả báo này, cho nên gọi là nghiệp chướng. Thành là nghiệp chướng. Mà những người mà từ con người mới đi tu đó mà chưa đắc đạo đó, thì ta gọi đây là nghiệp chướng tăng. Ông thầy tu nhưng mà còn nghiệp chướng, thì cái chỗ này đó, chúng ta cẩn thận, chúng ta không nên gần gũi, rất là nguy hiểm. Tại họ còn nghiệp, họ tu mà họ còn nghiệp. Cho nên khi mà gặp việc đó, thì nghiệp khởi lên, từ nghiệp đời trước khởi lên. Cho nên đó, họ cũng có thể trở thành xấu và trở thành ác. Nên lần trước đó, thầy nói thầy có hai người bạn đồng tu từ nhỏ, đa văn, đều học giỏi hết. Nên học giỏi hết thì bây giờ đến một ông á, thì học tốt nghiệp cử nhân rồi đó, đi ra làm hiệu trưởng trường Bồ Đề, thì có học đàng hoàng, nhưng mà vì nghiệp sanh lại, cho nên khi mà nghiệp sanh lại làm người rồi cũng đi tu, nhưng mà chỉ nhắm vào vấn đề học, hiểu biết đa văn, có thể làm được một số việc, nhưng mà nghiệp còn. Cái bữa đó chùa phân công ông đi đâm ma, nghiệp ông còn, cho nên đó, lúc bây giờ đó, mới ban đầu tu đó, thì mình thấy cái cảnh thương tâm như vậy thì mình thương là được. Cho nên chỗ này đó, tu chúng ta hiểu thương cái này đó, là cái gì? Đại bi. Nhưng mà đại bi vì ta còn nghiệp đó, do nên lòng vô chữ ái kiến trong đó. Cho nên cái tình thương của Bồ Tát đó, nó khác, mà cái tình thương của chúng ta đây nó khác. Tình thương của con người chúng ta nên nó còn có một cái gọi là ái kiến bên trong. Cái ái kiến bên trong cho nên đó, ta mới có cái thương và ghét. Có cái đáng thương mà có cái đáng ghét. Có người ta thương mà có người ta ghét. Nhớ cái đó, cho nên ta còn cái nghiệp này. Cho nên gọi là ái kiến mà đại bi. Cho nên ái kiến đại bi nữa, thì ban đầu phát tâm thương người là tâm đại bi, cứu người là tâm đại bi. Nhưng mà vì còn ái kiến, cho nên lần cái đại bi mất đi, mà cái ái kiến phát triển lên. Cho nên cái ông này bỏ tu, bỏ tu ra gánh cái nợ này nữa. Thì khi mà thầy đi học về nữa, thì nghe nói lại ông này hoàn tục rồi nữa, khổ sở quá rồi cũng chết rồi. Cho nên cái chỗ này đó, khi mà các vị muốn hành Bồ Tát Đạo đó, nên cẩn thận. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái khi mà đắc quả A-la-hán rồi mới phát tâm Bồ Đề, mới hành Bồ Tát Đạo, thì như vậy an toàn hơn. Tức là bên trong ái kiến hết rồi, chỉ còn có tâm đại bi không. Thành ra thương người, nhưng mà thương bằng cái tình thương bao la rộng lớn. Nó không bị hạn hẹp trong một con người hay một cái nhóm người nào đó. Cho nên vì vậy mà khi mà đi tu nữa, ngay như trường hợp mà cha mẹ vợ con còn bỏ hết, tức bỏ hết đi. Bỏ hết đi cái này để cắt cái ái kiến này. Một vị Bồ Tát mà hiện vào trong cuộc đời đó, họ cũng giống như chúng ta vậy. Nhưng mà họ vì nguyện sanh lại, chứ không phải vì nghiệp sanh lại. Cho nên mọi người đó, mà vì nghiệp sanh lại đó, thì chúng ta thấy người có nghiệp này, người có nghiệp kia, người có nghiệp nọ, đủ thứ nghiệp hết. Đủ thứ nghiệp hết, đủ thứ ham muốn hết, đủ thứ khổ hết. Thì này gọi là còn nghiệp. Vì nghiệp mà sanh lại, sanh lại để trả quả báo, sanh lại để hưởng phước. Thế nên trên cuộc đời này đó, Đức Phật nó có ba hạng người tái sanh. Thế nên quý vị nên nhớ có mình ở trong hạng nào. Cái hạng thứ nhất mà sanh ra để trả nghiệp, sanh ra để trả nghiệp, tức là mình nợ đời trước, cho nên bây giờ sanh ra để trả đây, để trả cái nghiệp đời trước của mình,
nhiều đời trước của mình. Cho nên sanh ra đó là thường hay gặp nhiều cái quan trái lắm, tại sanh ra để trả nghiệp. Cho nên trong đời mình nó toàn là gặp những cái mà không dự ý, những cái mình muốn không bao giờ có, mà những cái mình sợ nó tới mình. Trong trường hợp đó đó là thấy rõ cái mình sanh lại vì nghiệp, sanh lại để trả nghiệp. Cho nên nếu mà mình hiểu đạo rồi đó, mình vui lòng mình trả nhé. Là nghiệp mình vui lòng mình trả, mà trả rồi mới hết. Còn cái này nữa là mình cũng trả, nhưng mà Đức Phật nó trả ít mà vay nhiều, phải không? Cho nên trên đời này nó có cái lạ. Khi mình nợ người ta tới người ta đòi, nhưng mà mình trả cho họ nữa, mà mình không muốn trả. Mình không muốn trả. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà nghiệp tăng lên. Nghiệp tăng lên. Cho nên hồi đó đó, thầy cũng có người bạn, bạn đồng tu. Người bạn đồng tu nó cần tiền mượn cho, tức phải cho chứ. Cho mượn. Cho mượn xong rồi đó, thì cái khi mà anh có tiền đó, anh không trả, không trả lại thầy đâu. Mà anh nói một câu rất là lạ. Anh nói trả thì dễ rồi, nhưng mượn lại chắc khó lắm, phải không? Cho nên cái tâm của con người, cái tham của con người nó để tạo thiếp nghiệp, tức là không trả. Thì như vậy đó, nghiệp lần lần tăng lên. Đa số mà nếu ta hiểu đạo rồi đó, đầy nghiệp cho nên ta trả. Cái thứ hai nữa đó là tại vì nghiệp cho nên sanh trên cuộc đời này mới làm bạn với nhau, mới bị lừa gạt, làm chồng vợ với nhau, cho nên phản bội. Tất cả cái này sao? Là nghiệp của mình. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp đó đó, mà mình trả, mình vui vẻ mình trả đó, thì Đức Phật nói hết. Vui vẻ mình trả thì hết. Nhưng mà cũng trả, nhưng mà bực bội, gây gỗ, kiện tụng, đủ thứ chuyện hết đó, rồi cũng phải trả. Nhưng mà như vậy nghiệp tăng, phải không? Tức là trả ít mà vay nhiều. Cho nên cứ như vậy, lần lần qua kiếp sau chúng ta nặng hơn chút nữa. Cho nên trên bước đường tu này, nên là những người thứ nhất này, những người vì nghiệp sanh lại này. Cái hai người thứ hai nữa là gì? Cái hai người họ sanh lại để họ đòi nợ, phải không? Họ sanh để họ nợ. Tại vì họ sống trên cuộc đời này, đời trước đó, họ bị lường gạt, bị lừa dối, bị đủ thứ chuyện hết. Cho nên họ chết họ ôm cái hận đó, họ phải sanh trở lại. Sanh lại để mà đòi cái nợ đó. Cho nên trên cuộc đời này nó thường thường Đức Phật nói là sanh lại để trả nợ và sanh lại để đòi nợ. Thì các vị nghiệm xem thử coi, mình sanh trên cuộc đời này nữa, mình trả nợ hay mình đòi nợ này? Cuộc đời này là chỉ có vay trả thôi. Nhưng mà một hàng thứ ba nữa đó là Bồ Tát hiện lại. Bồ Tát vì thương nhân gian mà sanh lại trên cuộc đời này. Chỗ này đó thường thường đó, người ta gọi là mượn bụng để sanh ra. Mượn bụng, mượn cha mẹ để sanh ra mình đây. Cho nên mượn bụng cha mẹ để sanh ra mình đó, thì khi sanh ra mình đó, thì nó cũng không có ân mà cũng không oán. Chỉ có cái ơn chút xíu là mình mượn chỗ mình sanh thôi, cho nên có ơn để trả. Nhưng mà nếu hãy mình xét kỹ xem, mình với cái gia đình này, mình với cái dòng họ này, nó không có cái gì liên hệ. Nó không giống ai hết. Thế nên mình sanh ra trong cái gia đình này, nhưng mà mình không giống ai trong gia đình này hết. Mình khác hơn ta hoàn toàn. Thì cái này là gì? Không phải vay mà cũng không phải trả. Không phải đi trả nợ mà cũng phải đi đòi nợ. Cho nên cái hạng này, hạng thứ ba, Đức Phật nói là các hạng vị Bồ Tát. Các người có cái tâm Bồ Tát sanh lại để cứu đời. Sanh lại để cứu đời này. Cho nên hạng thứ ba sanh lại. Cho nên mình coi lại coi tất cả những người của mình đây đó, ai là hạng thứ nhất, ai là hạng thứ hai và ai là hạng thứ ba. Thế hàng thứ ba này là đây quan trọng.
Cho nên cái hạng thứ ba này đó, chúng ta nhìn kỹ. Cái khi mà Đức Phật Ngài có cái nguyện Ngài sanh trên cuộc đời này, Đức Phật Thích Ca đó, Ngài có cái nguyện Ngài sanh trên cuộc đời này. Tại vì theo Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật là Phật rồi sanh lại mà. Cho nên Phẩm Như Lai Thọ Lượng Đức Phật nói rõ con người thật của Đức Phật gì? Tức là thành Phật từ vô lượng kiếp tới nay, chứ không phải mới thành đây. Nhưng mà vì thương nhân gian sanh lại trên cuộc đời này, thương nhân gian sanh lại trên cuộc đời này, vì vậy đó mà khi sanh ra đó là Đức Phật có chọn chỗ để sanh, chọn ai làm cha mình và ai làm mẹ mình đấy. Tại vì khi mình sanh ra là mình chịu ảnh hưởng cái dòng họ này, chịu ảnh hưởng cái huyết thống này, chịu ảnh hưởng cái gia đình này. Cho nên trong cái huyết thống mà không tốt đó, thì cái trường hợp này mình khó tốt luôn. Vì vậy đó, sanh ra mà chọn đi được đó, là cái này Bồ Tát. Tại vì chọn Tịnh Phạn làm cha là tại vì vua Tịnh Phạn đó, là bảy đời nổi tiếng là vua Hiền Đức, ông tổ thứ bảy của Tịnh Phạn mà lần truyền xuống cho tới ông vua Tịnh Phạn là bảy đời nổi tiếng Hiền Đức, thương dân và lo cho mọi người. Chọn cái chỗ đó mình sanh ra chứ, tức mình được quyền chọn thì mình chọn chỗ tốt mình sanh, phải không? Không ai dạy dọn chỗ xấu. Còn bà hoàng hậu thì bà này có cái niềm tin rất tốt. Bà Maya thì bà này có cái niềm tin đạo rất tốt. Cho nên chọn cái huyết thống này để sanh ra. Đây là Đức Phật. Đức Phật Thích Ca sanh ra. Cho nên quý vị phải thấy khi mà Đức Phật sanh ra thì Ngài là một thái tử mà có một cái thân thể rất khỏe mạnh, có cái ngoại hình rất dễ coi, hiểu không? Cái này cũng là cái gen di truyền mà. Cái dòng họ này tốt mà. Dòng võ sĩ. Cho nên rất là khỏe mạnh. Và ngoại hình rất dễ coi. Mà ta thường nói là 32 tướng tốt. Nhìn khía cạnh nào thấy cũng kính trọng hết. Thế đây có người thật của Ngài mới vậy. Thì Đức Phật sanh ra trên cuộc đời. Nên thường ở đây đó, khi mà mình làm lễ đản sanh, quý vị có đọc câu gọi là thị hiện đản sanh không? Tức là Đức Phật thị hiện ra trên cuộc đời này để cứu nhân độ thế. Tại vì Phật sanh lại, cho nên Ngài chỉ cần bỏ cái này xuống là Ngài thành Phật thôi. Bỏ cái nghiệp của cha mẹ xuống là ông Phật hiện ra. Còn mình còn cái dư nghiệp của mình chứ, đời trước mình còn nghiệp, cho nên cần phải tu, cần phải xóa nghiệp này, xóa cho sạch nghiệp này mới được. Đó là khó, là Đức Phật như vậy. Nhưng mà khi Đức Phật á, Ngài thị hiện sanh trên cuộc đời này xong, thì tất cả các vị Bồ Tát khác á, các vị Bồ Tát khác cũng ở trong thế giới Phật, họ cùng thị hiện sanh ra. Nên trong Kinh Pháp Hoa mới có là Đức Phật đó là thầy trò thường sanh chung một chỗ để dìu dắt nhau trên bước đường tu. Tất cả các Phật tử ở đây đi theo thầy tu là cũng có cái duyên thầy trò nào đó mới theo tu được, mới nghe pháp được, mới chấp nhận được. Thành ra khổ cùng chịu được. Còn nếu không có một cái duyên thầy trò nữa là khi vui thì tới nhưng buồn thì đi, phải không? Khổ thì trốn, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên những cái người mà đi theo Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rõ nè, cái hạng mà thị hiện trở lại để trợ hóa cho Đức Phật đó, thì cái trường hợp đó đó sống chết gì cũng quyết tâm theo. Giống như cái khi mà vua A Xà Thế thả con voi sai ra, phải không? Để rượt đuổi nó. Thì những người mà tu á, gọi là ăn theo đó, thì sao? Bỏ chạy mất bát, mất y, sợ khiếp chí. Nhưng mà còn Ngài A Nan thì lại khác. Voi đằng kia chạy tới thì Ngài
ra đằng trước Đức Phật Ngài đứng để cản con voi, không cho nó chạm tới Đức Phật. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái khi nào nữa mà cái người tu đó mà quý đạo hơn là quý cái mạng sống của mình, thương Đức Phật hơn là thương bản thân của mình đó, thì cái người này tu có thể đắc đạo được trên bước đường tu đó. Cho nên Đức Phật mà thị hiện trên cuộc đời này đó, thì các vị Bồ Tát này đó, đời trước họ cũng tu với Đức Phật rồi, rồi họ cũng đắc đạo rồi, họ cũng ở trong thế giới Phật. Bây giờ thấy Đức Phật sanh trên cuộc đời này thì họ cũng bắt chước, họ sanh theo thôi. Thầy đi đâu thì mình đi theo đó. Cho nên trong phẩm thứ 13 đó, thì các vị mà thọ ký thành Phật, họ cũng đều nói một câu rất dễ thương: con nguyện sanh bất cứ chỗ nào, miễn chỗ đó có Phật. Phật sanh đâu con sanh đó. Phật sanh chỗ nào con sanh chỗ đó. Cho nên vì cái nguyện đó đó mà Đức Phật sanh vào trong thế giới Ta Bà này, sanh vào trong cái cõi Diêm Phù Đề này, thì các ngài cũng sanh theo. Các ngài cũng sanh theo vào cảnh này. Thì sanh vào ở trong cái cảnh này cho nên ta mới thấy lạ. Ta thấy có lạ. Có người sanh ra, họ làm quan, họ làm tướng, họ làm công tử, vương tôn, họ làm trưởng giả, tức là những người mà giàu có, những người thượng lưu, những người trí thức. Đấy. Nhưng mà khi mà họ thấy Đức Phật, họ sẵn sàng bỏ để đi tu. Cho nên Ngài A Nan là gì? Ngài A Nan là con của Học Phạm Vương, tức là Học Phạm Vương là em của Tịnh Phạm Vương, tức là em của vua Tịnh Phạm. Thì Ngài A Nan đó là em chú bác với Đức Phật, phải không? Ông này cũng là vương tử. Cho nên các ông vương tôn công tử này đó cũng đi tu hết. Sự thật á, ở trên cuộc đời này đó, Đức Phật thường hay nói đó, nghèo á, thì đi tu dễ, nhưng mà giàu đi tu khó đó. Giàu đi tu khó, bỏ của mà đi tu đó thì hay tiếc của lắm. Còn cái người nghèo nữa mà bố thí khó. Người nghèo đi tu dễ, tại mình đi tu đâu có bỏ cái gì đâu, cho nên đi tu dễ. Nhưng mà bố thí thì khó. Bây giờ mình có một cái thức ăn nào đó, nhưng mà mình chia sẻ cho người khác đó, cũng khó đó. Còn cho họ để mình nhịn đói đó, thì cái này càng khó nữa. Cho nên nghèo bố thí khó, mà giàu thì xuất gia khó, hai cái này. Nhưng mà cái khó này nữa mà làm được đó, thì mình đắc đạo. Cái khó này làm được mình đắc đạo nhé. Cho nên cái mình thích nhất mà người ta muốn mình dám cho nữa, thì cái này có thể đắc đạo này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó từ cái chỗ này đó, Kinh Pháp Hoa đó, mà mình nhìn lại cuộc đời Đức Phật, rồi mình nhìn lại các vị thánh chúng đó, mình nhìn lại các vị thánh chúng, mình thấy rõ ràng đúng cái chỗ Kinh Pháp Hoa đó vậy. Tức là thị hiện lại. Cho nên thì hiện trở lại làm công tôn vương tử, nhưng mà thấy Đức Phật rồi đó cũng bỏ đi xuất gia, không còn ham muốn bất cứ cái gì trên đời, không còn ham muốn. Là vì đời trước họ sạch nghiệp rồi, họ không có ba thứ nghiệp chướng trần lao và phiền não. Cho nên không có, cho nên nói bỏ, nhưng mà không có thì cũng cần bỏ. Thế không có, mình không có thích. Mình không thích nhà cửa, không thích tiền bạc, không thích vợ con, không thích địa vị, không thích gì hết. Không thích thì khỏi bỏ. Nói bỏ nhưng không có bỏ, tại không thích thôi. Còn bây giờ nếu mình thích, mà bây giờ nếu mình phát tâm mình tu, mình bỏ. Nói thiệt là bỏ thì cũng tiếc, phải không? Bỏ không tiếc chứ. Còn bây giờ đó, mình không có nữa, mình không có nữa, thì trường hợp này nữa, khi mà mình đi tu mình không có gì để bỏ hết, không có gì bỏ hết,
Nhưng mà trong lúc tôi tu mày đó, thì coi chừng đó, cái nghiệp mình còn ở bên trong. Cái nghiệp mình còn bên trong. Thì từ cái chỗ nghiệp bên trong nó còn nữa, cho nên đi tu nó khởi. Nó khởi lên. À, nó khởi lên. Cho nên cái người mà cái ái kiến còn thì đi tu rồi nữa, một lúc nó cũng bị dụ dỗ ra đời. Mà cái nghiệp của họ nó là làm thương mại quen rồi, đời trước rồi. Cho nên á, tái sanh trên cuộc đời này, cho đi tu rồi nữa, thì một lúc nữa nó cũng bị cái nghề nghiệp nó dẫn. Nó dẫn cũng đi làm thương mại hoàn tục thôi. Nên hồi trước á, ở Phật đường Nam Việt, Hòa Thượng Thiện Hoa chọn hai người để gửi sang Nhật học. Thầy với một người nữa. Thầy với một thầy nữa. Thì hai người cùng đi. Hai người cùng đi. Nhưng mà sang bên Nhật rồi đó, cái thầy mà bạn với thầy đó là học về kinh doanh. Ban đầu nói thì mình nghe cũng hay, cũng đúng. Nó bây giờ nó thầy nghiên cứu về Phật Pháp. Thầy nghiên cứu về Phật Pháp. Còn tôi thì nghiên cứu về kinh doanh. Tại vì Phật giáo mình mà không biết kinh doanh, mình nghèo quá rồi. Lúc nào cũng xin tiền Phật tử. Muốn làm việc gì cũng làm được. Cho nên ông này học kinh doanh. Nên ông này học kinh doanh. Khi mà ông học kinh doanh rồi, ông tốt nghiệp tiến sĩ về kinh doanh rồi, thì tốt nghiệp tiến sĩ kinh doanh rồi đó, thì ông phải đi thực tập. Thì học kinh doanh là phải đi thực tập. Đi thực tập các cái công ty, xí nghiệp biết không? Làm. Thành ra đi học thực tập ở các cái công ty, xí nghiệp đó. Tại nghiệp ông còn, cho nên nghiệp kinh doanh có, mà ái nghiệp cũng có. Cho nên gặp những người bạn kinh doanh cùng với ông đó, mới rủ ông hoàn tục mất à. Thành ra ông ở lại bên Nhật làm nhà kinh doanh. Đó. Cho nên cái này thì nó là nghiệp. Đi tu nhưng mà nghiệp còn. Cho nên đi mà cho tới nơi tới chốn thì nó không còn bao nhiêu được. Đây là những người mà có nghiệp sanh lại rồi để đi tu. Còn các vị kia họ nguyện sanh lại, cho nên họ không có nghiệp. Ở trên đời này không có thích gì hết. Cho nên thấy Đức Phật tu thành Phật là mình nghĩ nhớ tới mình cũng sẽ thành Phật, cho nên tu. Vì vậy đó mà Đức Phật có nói này, cái khi mà đắc quả A-la-hán rồi, tức là sạch nghiệp rồi đó, thì nên phát Bồ Đề Tâm mà cứu độ chúng sanh. Phát Bồ Đề Tâm mà cứu độ chúng sanh đó, chứ không phải đắc quả A-la-hán rồi đi vào Niết Bàn, phải không? Thành ra chỗ này đó là các vị A-la-hán rồi mới phát Bồ Đề Tâm mới độ chúng sanh. Thì cái này đó là cái đại thừa ở trong tam thừa này. Tức là Bồ Tát thừa ở trong tam thừa này nè. Bồ Tát thừa tức là đắc quả la hán rồi mới phát Bồ Đề Tâm mới độ chúng sanh. Này Đức Phật giải. Cho nên khi mà ở Lộc Uyển thì mấy thầy còn đang tu đó, Đức Phật không cho đi cất thực nữa. Nên bây giờ mấy ông chưa có sạch nghiệp mà mang cái nghiệp thân như vậy mà đi vào trong làng đó, thì dân họ không phát tâm, mà đôi khi họ xem thường nữa, mà mấy ông đổ nghiệp ra nữa thì nguy hiểm. Cho nên thôi, Đức Phật đã sạch nghiệp rồi thì để Đức Phật đi khất thực. Đi khất thực về nuôi mấy ông này ăn đi, ráng tu để cho sạch nghiệp đi đã. Phải sạch nghiệp rồi mới độ sanh được. Cho nên trên bước đường tu cái chỗ này quan trọng. Chư Tăng nếu mà sạch nghiệp rồi mới độ sanh, còn Phật tử cũng vậy. Phải sạch nghiệp rồi mới hành Bồ Tát Đạo được. Mà những người mà sạch nghiệp rồi hành Bồ Tát Đạo này thì cái quan trọng nhất hồi nãy thầy nói là các vị này là thị hiện trở lại. Cho nên quý vị thấy trước nhất là cái đám Vương Tôn Công Tử này cũng theo Đức Phật tu xuất gia. Rồi thêm cái nữa là cái đám ngoại đạo cũng theo Đức Phật xuất gia.
Tức là ba anh em Ca Diếp với 1000 đồ chúng mà. Này họ tu theo ngoài đạo mà. Nhưng mà khi gặp Đức Phật á, thì cái trường hợp này nữa cũng phát tâm đi xuất gia. Thì bây giờ chúng ta mới thấy đó, sao có những cái hàng ngoại đạo thì chống Đức Phật một cách tuyệt đối, nhưng mà có những người ngoại đạo này mà đi theo Đức Phật một cách tuyệt đối. Người ta hiểu sao? Cho nên hiểu theo tinh thần Kinh Pháp Hoa, đây là cái người mà Bồ Tát hiện trở lại làm ngoại đạo này. Tức là hiện trở làm ngoại đạo để trợ hóa cho Đức Phật, để Đức Phật có cơ hội để thuyết pháp và giáo hóa hàng ngoại đạo đây. Tại những người này, những người đã từng lãnh đạo ngoại đạo, đã từng làm giáo chủ. Thành ở Ma Kiệt Đà thì ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, ông có 1000 đồ chúng xuất gia. Đâu có ông thầy nào mà có 1000 đệ tử đi tu được. Ông này có tới 1000 đệ tử đi tu. Ông này đi theo Phật. Ông này đi theo Phật. 1000 đồ chúng đi tu này cũng đi theo Phật luôn. Đây là lạ. Thế nên lạ làm cho chúng ta suy nghĩ, ta mới thấy được những ông này là những ông thị hiện. Thị hiện trở lại làm ngoại đạo. Thị hiện làm ngoại đạo để theo Đức Phật, để cải hóa cái hàng ngoại đạo này trở thành đạo Phật. Đấy. Rồi tới ngày Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên cũng có 200 đồ chúng. Cũng có 200 đồ chúng. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất khi mà gặp Đức Phật rồi đó, phát Bồ Đề Tâm. Tại nên bây giờ quyết tâm đi theo Phật tu, chứ còn không thể trở lại với những người ngoại đạo nữa. Ông ấy nói với cái số đồ chúng ngoại đạo ông ấy, nói bây giờ ta đi theo Phật ta tu. Mấy ông muốn tiếp tục con đường của mấy ông thì tiếp tục, ta không cản. Hay là muốn trở về nhà thì trở về. Lãnh đạo ngài Xá Lợi Phất không lãnh đạo nữa. Thì mấy ông này rất là quyến thuộc của ngài Xá Lợi Phất, cho nên mấy ông này mới nói là bây giờ thầy đi đâu con đi đó rồi. Hồi nào giờ theo thầy tu thì bây giờ đó thầy theo Phật, con cũng theo Phật luôn đó. Cho nên cái số này, số mà thường tùy với Đức Phật đó, ta gọi là 1250 vị La Hán này. 1250 vị La Hán này đó, là cái số này đó, người ta gọi là thị hiện thinh văn. Đời trước là Bồ Tát rồi, ở trong thế giới của Phật, cho nên Phật sanh trên thế giới này thì họ cũng sanh theo trên thế giới này, để họ cùng tu với Đức Phật, nhận cái sự dìu dắt của Đức Phật để tu cho thành Phật. Thế nên chúng ta hiểu đấy, không? Cái này gọi là thị hiện thinh văn. Họ là Bồ Tát nhưng mà thị hiện trở lại làm thinh văn, rồi là phát Bồ Đề Tâm độ chúng sanh. Cho nên những người này nữa, họ có nhiều đồ chúng đi theo. Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là có đến 1000 đồ chúng. Xá Lợi Phất 100, 1100. Mà con số này là con số ấn định rồi đó. Nhưng mà từ con số này nó mà tăng lên là rất khó. Cho nên Đức Phật mới khởi đầu thành đạo một năm đó, thì đã có 1200 vị tỳ kheo đắc quả La Hán. Nhưng mà từ đó về sau đó, chúng ta thấy cái số chúng mà đắc quả La Hán này hiếm lần. Cái số người tu mà đắc đạo này hiếm lần. Cái người tu mà đắc đạo sau này đó, là họ từ một con người, từ một con người mà tu lên đó, để đắc quả La Hán thì cái này khó. Tại nó từ một con người bình thường này đó, mà khi mà chúng ta tu đó, chúng ta khởi tu đó, thì quý vị phải trải qua cái gì? Muốn đắc quả La Hán, Đức Phật nó phải trải qua nhiều giai đoạn, gọi là 4 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là vào dòng thánh cái nè, mình gọi là nhập môn cái nè, nhập lưu cái nè. Cái giai mục này, cho nên phần nhiều người ta tới chỗ này người ta dội ra hết. Tại vì Đức Phật dạy đó, là tu cái mà thân thọ tâm pháp, 4 cái này là chính. Cái này căn bản để chứng quả dự lưu đây. Cái người mà thấy thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, phải thấy được cái đó.
Cho nên trên cuộc đời này đối với mình thấy không có một cái gì bền chắc hết, mà tất cả đều là nguy hiểm hết. Phải không? Dù mình giàu có, mình sung sướng, mình sanh lên trời đi nữa, nhưng mà rồi hết phước cũng đọa xuống, cứ lên xuống ở trong sanh tử luân hồi này. Nên mình không thích nữa. Thế nên muốn ra khỏi, mà muốn ra khỏi, quyết tâm ra khỏi, mà quyết tâm ra khỏi thì Đức Phật nói mấy ông quyết tâm ra khỏi nữa, thì tu bốn cái pháp này đó. Phải thấy cái thân là bất tịnh, thân mình bất tịnh, thân người khác cũng bất tịnh, cho nên mình biết nhàm chán nó, mình biết nó là nguy hiểm. Rồi cái vấn đề giao tiếp phải trái hơn thua trên cuộc đời này cũng là nguy hiểm nữa, thọ là khổ. Nên quan hệ nhiều thì dễ bắt nổi với nhau nhiều, dễ mắc sai lầm nhiều, cho nên thọ là khổ, do đó mà không thọ, không muốn quan hệ với ai nữa hết. Trên cuộc đời này không muốn quan hệ với ai nữa hết thì mai ra được giải thoát. Chứ còn muốn làm quen với người này, muốn làm quen với người kia, muốn chia sẻ với người nọ, đủ thứ chuyện hết. Cho nên cứ chia sẻ cho một người thì nhận thêm một phần nghiệp và phiền não của họ. Hai người gặp nhau nói cái gì? Nói cái hoàn cảnh của mình cho người kia biết, người kia cũng nói cái hoàn cảnh của họ cho mình biết. Mà hoàn cảnh của họ tức là nghiệp đó. Nên họ cho mình cái nghiệp đó. Thay vì cái chuyện đó mình không biết gì hết, mình cũng khổ. Bây giờ họ tới họ nói cho mình cái mình có suy nghĩ về chuyện này, cho nên mình mới khổ, phải không? Cho nên trên bước đường tu đó, thầy nhận cái này ra rất là rõ. Thầy không biết thì không có khổ gì hết, nhưng bây giờ biết rồi thì bắt đầu khổ chứ. Mà biết nhiều khổ nhiều, biết ít khổ ít, cho nên không biết là không khổ. Đấy là sự thật. Cho nên không biết. Vì vậy đó, mà người ta tu trong cái giai đoạn này đó, phần nhiều đó, nó bịt mắt bịt tai, bịt mắt bịt tai bịt miệng. Cho nên thường đó là bên Nhật, thầy qua bên đây thấy ở chùa nó hay để ba con khỉ. Khỉ là tiêu biểu cho cái tâm con người đó. Anh muốn tu phải không? Anh phải nhớ ba việc này. Miệng đừng có nói, mắt đừng có nhìn, tai đừng có nghe. Đấy. Đây là trên bước đường tu này. À, cái này đó là từ cái chỗ này mà không thọ. Mắt không thọ, tai không thọ, thân không thọ. Thân thì có xúc chạm, xúc chạm cho nên mình mới có thích và ghét. Đấy. Mắt có xúc chạm cho nên mình thấy tốt và xấu. Đấy. Tất cả những cái này nó làm cho cái tâm mình rối động đi. Cho nên thọ là khổ, do đó mà không thọ. Còn tâm là vô thường, đây là quán vô thường. Tức là mọi việc ở trên đời này là vô thường, tất cả đều là vô thường. Có rồi không, phải không? Có rồi không, nay có rồi mai không. Cái thân này nó có rồi ngày mai cũng không. Tất cả mọi việc đó là điều hoàn không hết, cho nên đều là vô thường. Cho nên không bận tâm nữa, nữa. Không bận tâm. Tới cuối cùng pháp vô ngã. Tất cả các pháp là do duyên sanh, nó không có cái gì mà tồn tại vĩnh viễn đó. Ở trong thế giới sanh diệt này, này có sanh rồi có diệt, nó là ảo, nó là ảo, nó không có thật. Mà khi mà quán thuần cái đó rồi đó, thì cái tâm nó trở thành thanh tịnh. Cho nên Đức Phật dạy là để tâm vô bốn cái chỗ này vào trong. Mà để tâm vô bốn chỗ này cho khi mà nó thanh tịnh, ở trong lòng mình nó trống không hết, nó không có cái gì hết, nó không còn ham muốn cái gì hết, nó không còn sợ sệt. Cho nên thầy kết lại thầy nói này, không buồn, không giận, không sợ, không lo, tâm mình trống không. Cho nên giữ được bốn cái này đó thì có thể chứng được sơ quả, tức là bước vào dòng thánh. Tức là vào cái dòng thánh, tức là dòng pháp của Đức Phật rồi. Thì lúc bây giờ sao? Cho nên mình tụng kinh, mình lại Phật, mình tham thiền, mình thấy đây là lẽ sống của mình, đây là cái đời sống mà tốt đẹp nhất. Còn mọi việc ở trên cuộc đời này mình không ham muốn gì nữa. Cái người nào mà đạt được chỗ này thì có khả năng đắc đạo được.
Còn tu ấy mà còn nghĩ cái này, nghĩ cái còn nói đủ thứ hết, thì cái này mình cẩn thận. Cái này nữa, là coi chừng dầu đi tu nữa, người ta cũng xếp vô hàng nghiệp chướng thần. Cái hàng nghiệp chướng này là rất quan trọng. Cho nên vì nghiệp chướng, do đó mình tu mình phải xá nghiệp. Xá nghiệp thì mới vào dòng thánh. Mới vào dòng thánh thì cái trường hợp này đó mới khả dĩ nhận được pháp của Đức Phật, hiểu được pháp của Đức Phật. Mà nếu tu theo pháp hoa thì mình gọi là Phật hộ niệm. Đấy là trên bước đường tu. Thì cái này nè, đắc được sơ quả rồi, khi mà đắc được sơ quả rồi đó, mà nếu mình gặp các vị Bồ Tát lớn mà thể hiện trở lại đó, gặp các vị Bồ Tát lớn mà thể hiện trở lại, thì mình hợp tác với các vị này để hành Bồ Tát Đạo, tức là cứu nhân độ thế. Chứ còn cá nhân mình thì chưa đâu. Cá nhân mình á, ra làm thì có chừng mắc nạn. Mắc nạn rất là nguy hiểm. Vì vậy mà cố gắng đi lên. Cái khi mà đắc được cái sơ quả, tức là do quán thân thọ tâm pháp thuần mà được giải thoát, được vào dòng thánh. Được vào dòng thánh rồi nữa thì tiếp tục đi thêm bước nữa. Đi thêm bước nữa thì cái này nó cũng ở trong cái thời gian mà mình tu ở trong nội tâm mình, chứ chưa dám tiếp xúc với ai hết. Thế nên để thực tập tiếp cái nữa đó là gì? Tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là quan tâm về vấn đề thiện và ác. Nó trên cuộc đời này là thiện và ác. Nhưng mà cái thiện và ác của thế gian thì cái này mình không quan tâm, bỏ đi. Cái tốt và xấu trên cuộc đời này bỏ đi. Tại bây giờ mình ra khỏi cuộc đời rồi, mình không có dính líu cái này nữa, cho nên không quan tâm. Bây giờ quan tâm tới cái thiện và ác của xuất thế này. Mà thiện và ác của xuất thế là gì? Đức Phật nói là tâm thanh tịnh là thiện, mà tâm động loạn thì ác. Cho nên lúc bây giờ chỉ còn thực tập giữ cái tâm mình thanh tịnh, lúc nào cũng giữ cái chánh niệm. Cho nên giữ cái chánh niệm của mình, tức là trong tâm mình, ngoài cái gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ra, không nghĩ gì. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để chi vậy? Để từ từ mình thâm nhập vào trong cái thế giới thật báo của Đức Phật, tức là Đức Phật thiệt. Còn Đức Phật Thích Ca sanh trên cuộc đời này, Đức Phật giả. Đức Phật thị hiện, Đức Phật thị hiện sanh làm người, rồi nó mai mốt cũng già, cũng bệnh, cũng chết thôi. Không theo Phật này. Theo Phật này là theo tạm thôi. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, mình mới quan tâm tới Phật thiệt đó, nằm bên trong Phật giả này, ông Phật Thích Ca này. Tại nếu mình nhìn bên ngoài đó, thì ông Phật Thích Ca cũng là người, mình cũng là người, phải không? Tất cả đều là người. Nhưng mà sao đó, nhìn kỹ đó, Phật Thích Ca không giống ai hết, mà không ai giống với ông hết. Ông là Phật. Thì bây giờ không giống cái gì? Mình không giống Đức Phật cái gì? Đây, chỗ này quan trọng đấy. Thành ra cái mà không giống với Đức Phật á, thì mình bỏ lần. Mình tu là tu như thế này nhé. Cái nào mình không giống Đức Phật á, mình bỏ. Mà mình tập những cái mà mình thấy được Đức Phật, mình tập cho giống Đức Phật á, thì cái này ráng tu. Cho nên giữ cái chánh niệm, gọi là niệm Phật là vậy. Thành ra cái khi mà thầy tu cái pháp này đó, thầy thực tập cái pháp này đó, thì thường thầy nghĩ gì? Thầy thấy là Đức Phật đó, cái thứ nhất là ngày gì? Ngài ngồi thì cứ nhìn thẳng về phía trước, không ngó qua, không ngó lại. Đây, cho nên đầu tiên mình Phật tử mình cố tập cái này. Mình tập được một cái việc giống Phật. Đức Phật ít có nhìn qua nhìn lại, không nhìn mọi người, cứ nhìn thẳng về phía trước. Ta nên nhìn thẳng về phía trước, và lần lần Đức Phật nhìn thẳng vào tâm người. Cho nên mình tập cái này. Tức là nhìn thẳng phía trước và nhìn thẳng tâm người. Con mắt không có, không có láo liên. Đây là cái điều này. Ta nên tập cái con mắt mình trước đi. Tập con mắt rồi nữa, mình thấy. Người ta bảo là Đức Phật á,
thì đi nó nhẹ nhàng như bay bay phải không? Nhẹ nhàng. Thành ra mình cũng tập đi sao cho nhẹ nhàng, đi cho nhẹ nhàng, đi cho điều bước và đi cho nhanh nữa. Thì cái này quý vị nhớ là khi mà bảo là Đức Phật đi không thấy đi mà vô não giác dao chạy theo không kịp, tâm sao mình đi theo kiểu này? Đức Phật cho đi nhanh không thấy đi mà người ta chạy theo không kịp mình ấy, thì cái này tập đi theo Đức Phật. Nó đi bằng cái gì? Đi bằng cái tâm, đi bằng cái ý chí, đi bằng cái định hướng. Đấy, đây là trên bước đường tu. Mình có mục tiêu, có mục đích để đi tới rồi. Mục tiêu, mục đích đi tới của mình là gì? Tức là đi tới Niết Bàn, đi tới cái thế giới của Đức Phật. Nếu mình tu tịnh độ là mục tiêu mình đi về cực lạc, mình có định hướng rõ ràng, cứ thẳng đường đó mà đi. Mình tập lần lần đó, Đức Phật khác hơn mình là khác cái này. Cho nên cái gì mà mình thấy Đức Phật cao quý đó là mình học, mình tập theo, cái này mình tu. Thì trong cái lúc đó thầy gọi là niệm Phật. Cho nên niệm Phật tức là nghĩ về Đức Phật, nghĩ về hình trạng của Đức Phật, nghĩ về con người của Đức Phật, nghĩ về những lời dạy của Đức Phật, nghĩ về cái suy tư của Ngài. Luôn luôn lúc nào cũng nghĩ như đó thôi, không nghĩ gì khác hết. Tại vì trong lúc mình tu như vậy đó, mình tu mình nghĩ như vậy đó, một thời gian sau tâm mình trở thành thuần, thấy không? Tâm mình trở thành thuần như niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng này đó, giữ ba cái này nó thuần rồi đó, thì mình bảo là thấy thế giới thật báo ra. Mà thế giới thật báo ở trong cuộc đời này cho đến cái thế giới thật báo siêu hình. Cái thế giới thật báo trong đời này đó là thế giới của tâm linh, thế giới của tinh thần, tức là giữa Đức Phật và các hàng thánh chúng. Giữa Đức Phật và các hàng thánh chúng. Cho nên giữa Đức Phật và các hàng thánh chúng, tức là những người đắc quả La Hán rồi đó, thì những người này nó không cần Đức Phật phải nói họ mới nghe. Họ nói họ mới nghe. Cho nên Đức Phật nói là nói cho những người mà chưa đắc quả thôi. Chứ còn những người đắc quả đó thì Đức Phật nói bằng gì? Tức là nói bằng tâm, mà nói trong thiền định. Cho nên lúc bây giờ mình chỉ nghĩ tới Đức Phật và mình hiểu được Đức Phật. Cho nên cái điều quan trọng nhất là thường hay Đức Phật nói là ông đã hiểu ta rồi đó. Thấy không? Ông đã hiểu ta rồi. Thôi. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận đấy. Thì trong cái thế giới vô hình đó, thế giới thật báo đó, mình bảo là thấy cái thế giới đẹp quá đi. Cho nên giữa Đức Phật với 1200 vị A-la-hán này, sao cái tình thầy trò của họ nó quá đẹp như vậy. Còn thực tế cuộc sống của mình đây, tất cả các đoàn thể thường hay họp nhau rồi tranh cãi, rồi hơn thua, rồi quyền lợi. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới phải chế ra pháp luật hòa để cho mấy ông sống chứ. Chứ còn thế giới tâm linh, cái thế giới của Phật và thánh chúng này, cái thế giới này nó đẹp rồi. Quý vị nhìn kỹ là thấy này. Tức là hiểu được Đức Phật. Đấy. Cho nên khi mà kết tập kinh tạng, Ngài A Nan có nói một cái đó. Chúng thinh văn này đó, là nghe, thinh văn tức là nghe. Nhưng mà bây giờ đó, Ngài nói sao? Cái điều quan trọng nhất á, là phải nghe được cái mà không có tiếng, phải thấy được cái mà không có hình. Đây là thế giới thật báo đó. Làm sao mình lọt vô chỗ này chứ? Không có âm thanh mà mình nghe âm thanh. Không có âm thanh mà nghe cái này, nghe gì? Nghe được pháp âm, nghe được Phật ngữ. Tức là Phật muốn nói với mình cái điều gì đó mà không có nói mà mình biết. Cho nên trên bước đường tu đó là thường người ta hay nghĩ cái này. Mà ai mà sống được cái này đó thì họ thấy hạnh phúc lắm. Thành ra cái trường hợp đó, thầy nhớ hồi lúc thầy ở bên Nhật, thầy tới viếng một vị thiền sư. Viếng một vị thiền sư trong này. Mà bây giờ đó, cái vị thiền sư này nói với thầy,
nói cái ý mà của thầy muốn tới đó, để hỏi ông cái này phải không? Cho nên mình chưa có hỏi mà ông biết được cái ý mình muốn hỏi ông ấy, thì bây giờ cái gì có cần hỏi nữa. Cho nên cái thế giới này, thế giới thầy gọi là thế giới thật báo. Cái thế giới thật báo, cái thế giới của người giác ngộ, cái thế giới của người mà sạch nghiệp. Mà sạch nghiệp nó có gì? Cho nên nếu mình gặp được các cái bậc đó, mình học được những cái mà không qua ngôn ngữ. Cho nên trên bước đường tu đó, khi mà ở bên Nhật á, thầy gặp một cái vị pháp chủ của Thiền Tông mù mắt, và thầy gặp một vị pháp chủ của Tịnh Độ Tông cũng mù mắt. Hai ông này mù mắt hết. Nhưng mà cái điều lạ nhất là khi mà thầy tới thăm ông, ông biết thầy tới thăm, mà ông biết luôn là thầy tới hỏi ông cái gì nữa. Các vị thấy, cho nên biết hết cái này rồi thì cái trường hợp này không cần nói nữa. Mình biết ông và ông biết mình. Cho nên đây là bước đường tu này. Thì cái này gọi là thế giới thật báo này. Thế nên thế giới thật báo trong cuộc sống này, nếu mà quý vị có những cái người bạn, những người bạn đồng tu mà mình gọi là hiểu lòng nhau, phải không? Hiểu lòng nhau thì cái trường hợp này đó là một cái thế giới mà cao. Một lần khác nữa đó, thầy thăm một ông mục sư. Thì mục sư này đó sống chung với 4 ông mục sư nữa, tức là có 5 ông mục sư. Thành ra 5 ông mục sư này sống chung với nhau. Nhưng mà 5 ông mục sư này đó, họ thực tập cái pháp cũng lạ. Họ thực tập cái pháp gì? Tức là không nói chuyện. Ở chung nhau một nhà nhưng mà không bao giờ nói chuyện với nhau. Mà đòi hỏi cái điều quan trọng nhất đây là gì? Hiểu được lòng nhau. Thầy thấy cái này cũng hay. Đây nó cũng giống như mình ở trong thế giới thực báo. Mà thường ở chỗ này thầy gọi là thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh thì cái trường hợp này, các tôn giáo nó có những cái hơi giống nhau chỗ này. Người mà đi vào thế giới tâm linh rồi, nên họ tu cái gì? Tu là tập hiểu nhau. Tập hiểu nhau và tập sống cho nhau. Thì cái này đó, cái khi mà mấy ông này đó, là tại vì mấy ông thực tập cái pháp thiền của Ngài Lâm Tế. Thiền của Ngài Lâm Tế. Thành ra thiền Ngài Lâm Tế là sao? Tức là dạy thiền nhưng mà không dạy bằng ngôn ngữ. Mình bây giờ nó phần nhiều đó là quý vị cứ đi tập thiền, các cái thiền đường tập cái này tập kia, mấy thầy nói nhiều rồi. Nhưng mà cái thực chất của nó đó là không sử dụng ngôn ngữ. Thành ra thầy vào đây thầy tập thử với Ngài Cô Nô, cũng một thiền sư. Thành ra bây giờ tập sao? Hai người ngồi đối diện với nhau, làm thinh không nói, phải không? Làm thinh không nói, không được quyền nói gì hết đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là bắt buộc làm sao mà thầy phải hiểu. Thầy phải hiểu được cái ông thiền sư này muốn nói gì với thầy. Cái điều đó quan trọng nhất. Mà khi mà thầy nói đúng với cái ý ông muốn nói với thầy đó, thầy giải được chỗ này đó, thì ông nói là mình đắc thiệt. Đây là quan trọng nhất. Cho nên thầy gọi thiền công án. Thì cái ông tinh lành này nó cũng học được cái này, học được cái thiền này, đem về 5 ông thực tập với nhau, không nói nhưng mà hiểu. Ông này ra công án, ông này nghĩ cái gì đó thì cái ông kia phải hiểu được ông này. Cho nên mình tu hành là cái này là quan trọng. Mà chỗ này mình mới khám phá ra được cái thế giới là thế giới tâm linh, cái thế giới không qua ngôn ngữ mà hiểu được pháp ngữ. Pháp ngữ tức là chân thật. Hiểu được pháp ngữ, hiểu được Phật ngữ, tức là hiểu được cái trí tuệ. Còn nếu mà ngôn ngữ thì cái trường hợp này nó giống như là bình thường của người. Cho nên chỗ này nữa, ta gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tức là cắt đứt hết ngôn ngữ, cắt đứt hết ngôn ngữ, cắt đứt hết những cái hành động.
Nhưng bây giờ còn cái tâm không đó, thì chúng ta nên sinh hoạt với cái này của thiền và của Phật. Đó, cái chỗ này đó là thế giới thật báo. Thì cái thế giới thật báo của Đức Phật á, Đức Phật á, hai ngày tới thế giới ta bà này, thì thế giới ta bà này cũng là thế giới thật báo của Ngài. Cho nên á, Phật ở chỗ nào, thánh chúng tới chỗ đó, thì chỗ đó an lành, chỗ đó thanh tịnh, chỗ đó tốt đẹp. Đấy là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên cuối cùng Đức Phật mới giới thiệu về thế giới cực lạc của Đức Phật ấy đã. Tại nên Đức Phật ở đó, thánh chúng ở đó, mà Phật và thánh chúng thì họ hiểu nhau rồi. Không hiểu nhau. Còn mình đã gì không hiểu nhau, cho nên mình phải nói và phải phân công. Mà phân công nhiều khi làm cũng không đúng. Cho nên trên bước đường tu chỗ này quan trọng. Cho nên cái thế giới thứ nhất là ta gọi là thế giới thật báo, tức là Đức Phật hiện trên cuộc đời, thì các hàng thánh chúng cũng hiện trên cuộc đời. Đức Phật vào Niết Bàn thì các ngài cũng ra đi hết, rồi bỏ lại cái thế giới này của mình đây cho mình. Bỏ lại thế giới này cho mình. Cho nên lúc bây giờ đó thì sao? Cái hình thức tu của Phật giáo thì còn, chùa có, tăng có, nhưng vì tăng không đắc đạo. Tức là tăng không đắc đạo. Đấy. Cho nên Phật giáo suy đồi, làm cho người ta không quý trọng nữa. Rồi cuối cùng bị ngoại đạo nó diệt đi. Cho nên Phật giáo Ấn Độ là từ thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ 19 là cái tên Phật giáo không có nữa. Nó diệt hết. Chùa phá hết, dẹp sạch hết, tăng giết hết nữa. Đây là sự thật trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Nhưng mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật có nói là Ngài vào Niết Bàn, nhưng mà các vị Bồ Tát Tăng đó, họ lại có nguyện trở lại thế gian. Thế nên chúng ta nhìn kỹ, chúng ta nhìn kỹ, lắng lòng xuống nhìn kỹ, thì chúng ta thấy họ xuất hiện. Họ xuất hiện trên thế gian. Cho nên xuất hiện gì? Để phục hưng Phật giáo. Thành như vậy ta mới thấy có các vị tổ ra đời. Thành ra các vị tổ ra đời là các vị A-la-hán trong thời Đức Phật họ tái sanh. Họ tái sanh trở lại để họ khai sáng. Thành ra những con người đó họ không có giống người thường mình đâu. Không biết họ có cái gì đó mà họ có sức thuyết phục lạ. Ví dụ như Việt Nam mình có Pháp Sư Ngô Chân Lưu, phải không? Tức là thầy của vua Đinh Tiên Hoàng. Tại sao mà ông Đinh Tiên Hoàng kính trọng ông này, và ông này giúp cho Đinh Tiên Hoàng làm được nhiều việc đó. Những con người những là hay là có Vạn Hạnh Thiền Sư, các vị nhìn kỹ. Nhưng mà kiếm ông Vạn Hạnh thứ hai nữa không có, hay là ông Trần Nhân Tông Phật Hoàng không có. Đây, những người này là những người gì? Tức là các vị A-la-hán trong thời Đức Phật mà Đức Phật quyền ký đó, các ngài hiện lại. Hiện lại. Mà khi mà các ngài hiện lại đó, thì cái quyến thuộc của ngài cũng hiện lại. Hiện lại để làm được một cái việc gì đó ở trong thời kỳ nào đó, để cho cái đất nước đó, cái dân tộc đó, Phật giáo ở đó hưng thịnh. Cái này các ngài hiện lại. Cho nên một người không làm được. Khi mà họ hiện lại đó, thì trường hợp chung quanh họ có một số người. Thế nên vua Trần Nhân Tông hiện lại thì cũng có một số người chết sống với Trần Nhân Tông. Vạn Hạnh Thiền Sư hiện lại thì cũng có những người mà hết lòng với Vạn Hạnh. Do đó họ làm nên được những cái việc lớn không? Nhưng mà khi họ vào Niết Bàn rồi đó, thì Phật giáo mình cũng bắt đầu suy đồi. Cho nên Phật giáo theo cái nhịp thịnh suy của nó. Thế nên mình tu đó, mình lắng lòng xuống, mình nhắm mắt lại để mình nhìn về trong, mình thấy được á, cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật mà nó miên diễn từ quá khứ, nó qua Đức Phật Thích Ca rồi nó truyền thừa cho tới ngày nay mình đây. Cho nên là cố gắng nhìn thì như vậy đó, mình lần lần mình mới có thể dự vào cái dòng thánh được, mình có thể lên Niết Bàn được, có thể vào trong thế giới thật báo của Đức Phật được. Thế ngừng ở đây. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đời.
Phật.